đi chơi cùng người yêu cũ Ritlai, Hương Giang khiến các fan dậy sóng. Cả hai đã từng có khoảng thời gian hết sức mặn nồng khoảng hơn 3 năm trước và đến nay lại cùng nhau đi chơi khiến mọi người bất ngờ. Một điểm khá hay của cặp đôi này chính là sau chia tay họ vẫn có thể gặp nhau thoải mái thay vì cạch mặt như những người khác. Vốn là người chuyển giới, thường khó khăn và gặp nhiều trắc trở trong tình duyên nên nhiều người đã mừng cho Hương Giang khi cô tìm được tình yêu bên anh chàng Việt kiều Ritlai. Cả hai bị mọi người nghi vấn hẹn hò kể từ khi cùng tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú 2014. Đến tháng 9 2014, trong một bài phỏng vấn, Ritlai công khai thừa nhận anh và Hương Giang đang yêu nhau. Tuy nhiên, chuyện tình đẹp như mơ của nữ ca sĩ lại kết thúc không có hậu. Đến tháng 1 2016, thì nghi vấn cả hai đã chính thức đường ai nấy đi xuất hiện khi không còn nhắc về nhau trên mạng xã hội. Đến tháng 5 2016, chính Hương Giang thừa nhận mình và Ritlai đã không còn đồng hành cùng nhau. Vào tối ngày 7 tháng 4, trên story trang cá nhân, người hâm mộ như đứng ngồi không yên vì thấy hoa hậu bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc mình đi chơi cùng người yêu cũ. Chẳng e ngại mọi người chú ý, Hương Giang quay clip ngay chính diện, Ritlai đang lúc anh rất ngượng ngùng trước ống kính của người đẹp. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Hương Giang khoe bạn trai cũ trên mạng xã hội. Phải chăng đây là một tín hiệu vui từ chuyện tình cảm? Cô đưa cả Josie đi cùng bạn trai cũ. Dù chia tay nhưng cặp đôi này vẫn thoải mái đứng chung một khung ảnh trong lần đến chúc mừng Bích Phương ra mắt MV mới. Cả hai vẫn chưa khi nào chia sẻ những điểm xấu của đối phương, ngay cả khi họ đã chính thức đường ai nấy đi. Gần đây nhất, anh còn ủng hộ bạn bè tổ chức sinh nhật cho Hương Giang. Cô từng chia sẻ Ritlai ủng hộ mình khá nhiều trong công việc, anh còn động viên và chúc mừng khi nữ ca sĩ đăng quang hoa hậu. Dù không biết rõ mối quan hệ của Hương Giang và Ritlai hiện tại đang nằm ở mức độ nào, nhưng cách mà cả hai ứng xử thoải mái với nhau sau khi chấm dứt mối quan hệ cũng làm mọi người hài lòng.